Năng lượng điện trường Năng lượng điện tử của mạch không đổi theo thời gian Hoàn toàn chính xác Năng lượng điện tử Gồm có điện và từ Năng lượng điện là chỉ có điện Năng lượng từ chỉ có từ Năng lượng điện tử là gồm điện và từ cộng lại Em như thế Năng lượng điện tử của mạch là không đổi thời gian A chính xác B năng lượng điện trường tập trung trong tủ điện Hoàn toàn chính xác Điện trường thì tập trung tủ điện C Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ biến thiên điều hòa ngược pha nhau. Y và Q thì vuông pha nhau, mà đây nói ngược pha nhau như vậy là sai. Vậy là C sai. Còn D thế nào? Năng lượng từ trường tập trung cho cuộn cảm hoàn toàn chính xác. Như vậy nói chọn sai thì kem chọn phần C. Đó là cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ Ờ, ngược pha nhau là sai phải nói vuông pha mới đúng như vậy chọn C